cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm giông bão thời tuổi trẻ. Cái giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân. Thế nên khi quyết định bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến cái giá phải trả, quyết định xem nó có đáng không, bản thân có trả được không rồi hãy làm. Quyết định sống lười biếng và thiếu mục tiêu thì có sẵn sàng trả giá với cuộc đời đầy màu sắc, sung túc và năng động sau này của mình không? Sống hời hợt với mọi người thì có sẵn sàng trả giá với sự trống vắng không? Lười biếng không học hỏi thì có sẵn sàng trả giá với mức lương thấp kém, vị trí nhỏ bé ở chỗ làm không? Chần chừ mãi không chịu cố gắng làm việc thì có sẵn sàng trả giá với sự hối hận cắn rứt, nghèo đói mòn kiếp sau này không? Nếu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó rồi thì khi đã quyết định làm một cái gì đó thì hãy làm hết sức và đừng hối hận. Vì hàng mua rồi chẳng thể trả lại, người đi rồi sao níu giữ, thời gian trôi qua có lấy lại được đâu. Mỗi người chỉ sống có một lần, đời này đừng để hối tiếc mà nói hai chữ giá nhỉ. Vì vậy, một khi đã quyết định là bạn đã đánh cược mọi thứ của mình, hãy quyết liệt. Cuộc sống này không cho phép bạn gục ngã. Bạn không phải chạy đua với ai cả, hãy đua với chính mình. Sau áp lực là những ngày thảnh thơi, sau vấp ngã là trưởng thành. 1. Cuộc sống vốn bất công nhưng luật nhân quả lại luôn công bằng. Hãy tin vào bản thân mình, bạn nỗ lực sẽ có kết quả. Hôm nay vất vả ngày mai sẽ hưởng an nhàn. 2. Có thể chúng ta phải đợi rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện không may, ta mới thấy trân quý hiện tại, trân trọng những gì mình làm ra. 3. Không phải ai sinh ra cũng ở vạch đích, điều quan trọng là mắt luôn nhìn thẳng, chân chạy không biết mỏi để về đích của mình. 4. Bạn không phải chạy đua với ai cả, hãy đua với chính mình, sau áp lực là những ngày thảnh thơi, sau vấp ngã là trưởng thành. 5. Ai cũng có những ngày cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, chẳng còn chút sức lực nào để vượt qua. Nhưng ai mới là người mạnh mẽ đứng lên, ai là người chịu khuất phục số phận? Thành công hay thất bại khác nhau ở chỗ đó. 6. Mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, xã hội áp lực quá hãy về với gia đình. Tự chữa lành cho tâm hồn mình, đừng bao giờ chịu thua trước số phận, chịu thua trước lời gièm pha. 7. Thành công là cách đáp trả mạnh mẽ nhất cho những kẻ coi thường bạn. 8. Yếu đuối cũng được, nhưng tuyệt đối đừng mềm yếu trước kẻ thù, hiên ngang mà sống.